Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin mới và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào. Mời quý vị và các bạn theo dõi ngay sau đây. Trong 2 tuần qua, những cơn mưa lớn đã không ngừng trút xuống nhiều tỉnh phía đông của Trung Quốc, gây ra lũ lụt nghiêm trọng, tình hình đã thê thảm tới nỗi Chủ tịch Tập Cận Bình đã phải lên tiếng. Quả thực đối với một đất nước mới chỉ đứng dậy sau cơn đại dịch COVID-19, trận thiên tai này sẽ tiếp tục là một thảm họa gieo rắc nỗi khổ đau cho hàng triệu người Trung Quốc. Được mệnh danh là cơn lũ nghìn năm có một của Trung Quốc, đợt thiên tai này đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, và con số đó có thể tiếp tục tăng lên trong những ngày tới. Các thành phố chìm trong nước lũ, trong nhiều bến tàu điện ngầm, nước lũ ngập cao hơn đầu người, bên ngoài dòng nước chảy xiết cuốn trôi mọi thứ trên đường đi. Tính đến sáng ngày thứ năm, ít nhất 25 người đã thiệt mạng và khoảng 5.000 người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, gây lũ lụt nghiêm trọng tại tỉnh Hà Nam. Giới chức địa phương cho biết tại cuộc họp báo vào hôm nay, ít nhất 5 người vẫn mất tích, nhiều khu vực của tỉnh bị nhấn chìm. Dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra ở tỉnh Hà Nam trong 3 ngày tới, và quân đội Trung Quốc đã điều động hơn 3.000 binh sĩ, nhân viên hỗ trợ hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Các nhà khoa học nhà định lượng mưa kỷ lục ở Trung Quốc những ngày qua có liên quan đến tình trạng nóng lên toàn cầu, tương tự các đợt nắng nóng kỷ lục ở Mỹ, Canada và lũ lụt nghiêm trọng ở Tây U gần đây, nôn mửa, run rẩy, kiệt sức nhìn nước cao hơn đầu người. Nhân chứng sống kể lại giây phút gặp tử thần, những người được giải cứu khỏi chiến tàu tử thần ở thành phố Trịnh Châu có lẽ sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc kinh hoàng khi phải giữ đầu ở trên mặt nước, trân trọng từng hơi thở với hy vọng sẽ có người tới giải cứu. Trận mưa nghìn năm có một đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 25 người, 12 người trong số họ ở các ga tàu điện ngầm ngập nước, khiến 7 người khác mất tích và 200.000 người phải di tản ở thành phố Trịnh Châu, thuộc phủ của tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Lượng mưa tích lũy trong 3 ngày gần bằng tổng lượng mưa của một năm bình thường và làm tê liệt hệ thống giao thông công cộng của thành phố. Ô tô bị lật úp trên đường, trong khi các cửa hàng và căn hộ ở tầng 1 đều bị ngập lụt toàn bộ. Chúng tôi đã quen với những trận mưa như chút nước vào mùa hè, một nhân chứng sống nói với truyền thông Trung Quốc. Một trận lũ lụt gần đây ở Trịnh Châu đã cuốn trôi nhiều xe ô tô, nhưng lần này thì khác, mưa lũ đã phá hủy hoàn toàn mọi thứ. Theo chính quyền Trịnh Châu, hơn 500 hành khách đã được giải cứu sau khi tất cả các tuyến đường sắt của thành phố ngừng hoạt động vào lúc 18 giờ ngày thứ hai. Nhưng tình trạng hỗn loạn vẫn tiếp diễn khi nước tràn vào các nhà ga tàu điện ngầm. Thông tin chi tiết về vụ việc đã được đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông đại lục và trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau đó tất cả đều đã bị xóa. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là trên tuyến số 5 của đoàn tàu điện ngầm, nơi nhiều hành khách bị mắc kẹt nhiều giờ trong các khoang tàu ngập nước chờ đợi lực lượng cứu hộ. Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy hành khách đứng trong tình trạng nước ngập cao đến ngực, trong khi nước bên ngoài cửa sổ tàu cao quá đầu người. Các thông báo mất tích bắt đầu xuất hiện, hầu hết dành cho những người không có thông tin sau khi đi trên tuyến số 5. Một phụ nữ kêu gọi tìm thông tin về người chồng mất tích. Bất cứ ai đã nhìn thấy anh ấy trong bệnh viện hoặc trên đường đến bệnh viện, xin vui lòng liên hệ với tôi. Tôi và các con đang chờ anh ấy về nhà. Mưa lớn nhất trong 60 năm, quan chức Trung Quốc bị nước lũ cuốn trôi. Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, thành phố Củng Nghĩa ghi nhận mưa lớn kỷ lục bắt đầu từ 7 giờ tối ngày Chủ nhật cho tới 3 giờ chiều ngày thứ hai, với lượng mưa lên tới 609,1 mm. Hoàn Cầu mô tả tỉnh Hà Nam ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong 60 năm qua, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trung bình 3 ngày tương đương 1 năm. Sáng ngày thứ hai, Zhao Jianbao, người đứng đầu cơ quan khí tượng thành phố Củng Nghĩa đến văn phòng làm việc ở Ủy ban thành phố như bình thường. Tuy nhiên, khi quay về nhà, ông Zhao gặp lũ lớn ập đến và bị cuốn trôi. May mắn là người dân tìm thấy và giải cứu ông Zhao ngay trong chiều ngày thứ hai. Hoàn Cầu cho biết, mưa lũ lớn ghi nhận ở thành phố khiến một người thiệt mạng và hai người mất tích. Đến tối ngày thứ hai, khoảng 3.620 người đã đi sơ tán, mạng lưới điện và hệ thống liên lạc bị gián đoạn hoàn toàn. Kết quả là cơ quan khí tượng thành phố Củng Nghĩa không thể cập nhật tình hình thời tiết trong hơn 10 giờ do mưa lớn chưa từng có. Cơ quan cứu trợ hạn hán và kiểm tra lũ lụt ở Trung ương đã gửi một nhóm công tác đến tỉnh Hà Nam, Trung Quốc và bắt đầu hỗ trợ ứng phó khẩn cấp ở mức cấp 3. Khoảng 849 người đã được giải cứu và 1.500 người đã được chuyển đến nơi an toàn. Trung Quốc oằn mình gánh mưa lũ, đợt mưa lớn nhất chưa từng thấy tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã làm ít nhất 25 người thiệt mạng, 7 người mất tích và hàng trăm ngàn người phải sơ tán khẩn cấp. Từ chiều ngày thứ 6 tuần trước đến cuối ngày thứ 2, lượng mưa đo được tại thành phố 12,6 triệu dân này lên đến 617 mm, gần bằng mức trung bình trong một năm. Truyền thông địa phương dẫn lời các nhà khí tượng đánh giá, đây là đợt mưa chưa từng có trong 1.000 năm qua. Mưa lớn khiến mực nước tại sông Hoàng Hà dâng cao và các thành phố tại tỉnh Hà Nam chìm sâu trong nước. Mực nước tại nhiều hồ chứa vượt quá mức cảnh báo. Nhà chức trách đã ngừng hệ thống giao thông công cộng, nhưng nước lớn từ chiều ngày thứ hai tràn vào một đường tàu điện ngầm trong giờ cao điểm. Các đoạn video được chia sẻ cho thấy nhiều hành khách, gồm cả trẻ em bị mắc kẹt trong toa tàu với mực nước dâng lên đến vai.
đội cứu hộ sau đó cắt phần mái của toa tàu và giải cứu được khoảng 500 người, nhưng 12 người thiệt mạng. Hai người khác thiệt mạng trong một vụ sập đường tại một khu vực khác. Lính cứu hỏa đã kịp thời giải cứu hơn 150 trẻ em và giáo viên tại một trường mẫu giáo bị ngập trong nước lũ. Tại bệnh viện của Đại học Trịnh Châu, nguồn điện bị cắt vào tối ngày thứ hai, buộc ban quản lý khẩn cấp sơ tán hơn 600 bệnh nhân nặng. Tại thành phố Củng Nghĩa, ít nhất 6 người thiệt mạng, nhiều tuyến đường bị cắt đứt do sạt lở, mực nước ở 14 hồ chứa tại thành phố bị tràn bờ, trong khi nguồn cung cấp điện, nước, liên lạc tại nhiều vùng bị cắt đứt trong 24 giờ. Có 7 người thiệt mạng và 7 người mất tích được cập nhật thêm vào tối ngày thứ ba, nhưng không nêu rõ tại thành phố nào. Cảnh sát, vũ trang và binh lính được điều động khẩn cấp trong đêm đến hỗ trợ gia cố con đập Jihetan tại huyện Y Xuyên, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam vì nước lũ làm vỡ đạn đê dài gần 20 mét. Đến sáng qua, quân đội phải dùng thuốc nổ tạo một dòng chảy khác để điều tiết lũ, giúp mực nước sông, hồ giảm xuống, kiểm soát được mối nguy. Trước đó, mưa lớn làm vỡ hai con đập tại thành phố Hô Luân Bố Nhĩ thuộc khu tự trị Nội Mông vào chiều ngày thứ Bảy, nhưng người dân được sơ tán kịp thời. Tính đến ngày thứ ba, hệ thống giao thông tại Trịnh Châu vẫn bị gián đoạn nhiều vì bị ngập lụt và đường xá bị hư hại nặng. Tổng cộng 303 chuyến bay bị hủy và khoảng 1.100 hành khách bị mắc kẹt tại sân bay. Khoảng 200.000 người dân tại thành phố được sơ tán. Chính quyền tỉnh Hà Nam nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cao nhất, trong khi mức ứng phó trên toàn quốc được nâng lên mức cao thứ hai. Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp đã điều 1.800 nhân viên cứu hộ từ các tỉnh, thành lân cận đến Hà Nam để hỗ trợ. Trước đó, hơn 6.000 lính cứu hỏa và gần 3.000 binh sĩ, cảnh sát vũ trang tại Hà Nam đã được huy động đến vùng bị ảnh hưởng để cứu người. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua miêu tả tình hình tại Hà Nam là cực kỳ nghiêm trọng. Khi việc ứng phó lũ bước vào giai đoạn then chốt, nhà lãnh đạo yêu cầu cơ quan chức năng mọi cấp phải ưu tiên đảm bảo an toàn người và tài sản của người dân, thực hiện mọi biện pháp nhằm ngăn lũ và cứu trợ. Theo dự báo, mưa lớn sẽ còn tiếp diễn tại Hà Nam trong 3 ngày tới. Tại tỉnh Hà Bắc, kế bên mưa lớn cũng khiến cho hơn 100 chuyến tàu bị hoãn, nhiều tuyến đường bị đóng. Cơ quan phòng ngừa thảm họa địa phương vào ngày thứ ba đã phát cảnh báo khẩn, kêu gọi toàn bộ đơn vị làm hết sức để ứng phó với mưa lũ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Tàu ngầm chiến lược được cho là một trong những vũ khí có khả năng răn đe uy lực nhất trong cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc. Chính vì vậy, hai cường quốc Nga và Mỹ đã biên chế nhiều tàu ngầm chiến lược được trang bị vũ khí hạt nhân có khả năng mang đủ lượng đầu đạn hạt nhân để hủy diệt cả thế giới. Và mới đây nhất thì Nga đã tuyên bố thử nghiệm tàu ngầm mới hiện đại bậc nhất có khả năng phá hủy, hay nói một cách mạnh hơn là hủy diệt thế giới chỉ trong vòng 30 phút. Cả thế giới rộng lớn như vậy mà chỉ mất nửa giờ để phá hủy. Có vẻ như hơi viễn tưởng phải không ạ? Thế nhưng đó lại là sự thật không thể chối cãi. Chúng ta hãy cùng đi sâu hơn để tìm hiểu về loại tàu ngầm này và những vũ khí của chúng nhé, để xem chúng có gì mà lại nguy hiểm đến như vậy. Vừa qua, báo chí của hạm đội phương Bắc thuộc Hải quân Nga công bố, các tàu và tàu hỗ trợ của căn cứ hải quân ở Biển Trắng thuộc hạm đội phương Bắc đã bắt đầu một giai đoạn thử nghiệm khác trên biển đối với tàu ngầm hạt nhân đa năng Kazan mới nhất thuộc lớp Yasen nâng cấp. Thủy thủ đoàn trên tàu ngầm sẽ thử nghiệm các hệ thống và cơ chế ở vị trí dưới nước. Theo thông báo, các cuộc thử nghiệm của tàu Kazan có sự tham gia của tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân hạng nặng TK-208 Dmitry Donskoy cùng với các tàu khác.
Khi quá trình thử nghiệm được hoàn tất, tất cả các tàu sẽ trở về căn cứ thường trực ở Severodvinsk. Tàu ngầm Kazan là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên được phóng dự án 885M, nâng cấp lớp Yasen, được hạ thủy vào ngày 24 tháng 7 năm 2009 và hoàn thành vào năm 2017. Theo dự kiến, tàu này sẽ gia nhập Hải quân Nga vào cuối năm 2020, phục vụ trong hạm đội phương Bắc. Vũ khí chính của tàu ngầm này được đóng theo dự án đóng tàu 885/885M là tên lửa hành trình Kaplia hoặc tên lửa Onyx. Tàu ngầm lớp 885M Yasen là thế hệ tàu ngầm mới được chế tạo sau thời Liên Xô với nhiều cải tiến đáng giá. Chuyên gia quân sự nhận định rằng Yasen tuy không phải tàu ngầm hạt nhân chiến lược truyền thống, thế nhưng tổ hợp tên lửa hành trình Kaplia mang 40 quả đạn 3E14K, đạn tầm bắn trên 2.500 km của nó có đủ, thậm chí thừa khả năng đe dọa lãnh thổ Mỹ. Các tàu ngầm thuộc lớp Yasen và bản nâng cấp toàn diện Yasen-M có lượng rạn nước là 13.800 tấn, có thể hoạt động ở độ sâu 520 m, tốc độ khi lặn là 57 km/h. Thủy thủ đoàn gồm 64 người và có thể liên tục hoạt động trong 100 ngày. Cùng với đó, đây được cho là một loại tàu ngầm nhanh và cực kỳ yên tĩnh, lại được trang bị nhiều cảm biến thủy âm cực kỳ nhạy. Giới quan sát nhận định rằng tàu ngầm lớp Yasen có thể tiếp cận được khu vực 2.000 km kể từ biên giới phía đông của Mỹ và có khả năng tấn công vào khu vực Ngũ Đại Hồ giữa biên giới Mỹ và Canada. Thậm chí National Interest còn lo ngại rằng các tàu ngầm này có thể không phát ra âm thanh nào và lẳng lặng tiến vào khu vực cách đường bờ biển Mỹ chỉ 1.000 km hoặc thậm chí ngắn hơn. Khi đó, nó có thể tiếp cận đồng thời đe dọa đến thành phố Chicago và thành phố sâu trong lãnh thổ của Mỹ. Ngoài các chuyên gia Nga giới phân tích phương Tây, thì nhiều sĩ quan cao cấp Mỹ cũng cho rằng tàu ngầm lớp Yasen và Yasen-M là đối thủ đáng gờm nhất của Hải quân Mỹ. Cựu sĩ quan tại Bộ Tư lệnh các hệ thống Hải quân Mỹ cho biết ông rất ấn tượng với tàu ngầm này của Nga, đến mức ông đã cho dựng mô hình tàu ngầm ngay bên văn phòng của mình. Hiện tại mới chỉ có một chiếc tàu ngầm lớp Yasen được trang bị cho Hải quân Nga và một chiếc khác đang trong giai đoạn thử nghiệm trên biển. Thế nhưng, theo nhận định của một bài viết mới đây trên tạp chí National Interest, thì hiện nay có đến 5 chiếc tàu ngầm có khả năng hủy diệt thế giới. Ngoài tàu ngầm thuộc dự án 885M Yasen-M, Nga vẫn ở vị trí áp đảo với việc sở hữu 2 chiếc nữa. Vậy tức là Nga chiếm 3 trong số 5 tàu và 2 tàu còn lại thuộc về Mỹ. 4 chiếc tàu ngầm có tên trong bảng xếp hạng này như thế nào? Có điều gì đặc biệt? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua nhé! Cái tên đầu tiên phải kể đến là tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ. Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio của Mỹ được bắt đầu chế tạo từ cuối những năm 1970. Thứ nhất là để răn đe Nga. Thứ hai là để thay thế hạm đội tàu ngầm đã bị lỗi thời từ thập niên trước đó của Mỹ. Trong giai đoạn từ năm 1976 đến năm 1997, có tổng cộng 18 trong 24 tàu được đóng với giá trị mỗi chiếc tương đương khoảng 3 tỷ đô. Hiện nay, tàu ngầm Ohio có lượng rạn nước là 18.750 tấn khi lặn. Cùng với đó là chiều dài 175m, lớp Ohio trở thành mẫu tàu ngầm lớn nhất trong lịch sử của Hải quân Mỹ. Mỗi tàu có khả năng mang theo 24 tên lửa đạn đạo UGM-133 Trident 2D5 với tầm bắn là 11.300 km. Mỗi tên lửa có sức công phá gấp 12 lần đầu đạn nhiệt thạch VK-88 với tổng sức nổ tương đương khoảng 5,7 triệu tấn thuốc nổ khi tông. Độ chuẩn xác cao giúp cho tên lửa Trident 2D5 có thể tấn công mục tiêu với độ sai số mục tiêu không quá 90m. Vì vậy, tàu ngầm Ohio phù hợp để sử dụng thực hiện đòn tấn công mở đầu. Tạp chí National Interest nhận định chiến tranh lạnh khép lại, Mỹ hoán cải 4 tàu ngầm lớp Ohio, dỡ bỏ tên lửa đạn đạo Trident và trang bị thay thế bằng tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk. Mỗi chiếc tàu ngầm này hoán cải mang được tới 154 quả Tomahawk trong 22 ống phóng, con số này nhiều hơn cả một biên đội tàu mặt nước. Tất cả số tên lửa này có thể phóng theo loạt từ dưới nước trong vòng 6 phút, hai ống phóng không chứa tên lửa được chuyển đổi thành cửa mở đặc biệt, cho phép triển khai được hơn 60 lính đặc nhiệm hải quân. Ngoài ra, chúng còn được dùng để phóng tàu lặn không người lái, tàu chở đặc nhiệm, phao định vị thủy âm và nhiều loại cảm biến dưới nước khác.
Hiện nay, theo báo cáo đánh giá chung về tình trạng hạt nhân được Lầu Năm Góc công bố, thì nước này đang duy trì hạm đội 14 chiếc tàu ngầm lớp Oyo, với mỗi giai đoạn sẽ có 2 chiếc được điều chuyển vào để bảo dưỡng định kỳ, trong đó có 9 tàu hoạt động ở khu vực Thái Bình Dương và 5 tàu còn lại ở Đại Tây Dương. Lớp Oyo sở hữu rất nhiều tính năng uy lực, tuy nhiên chúng đang dần trở nên lỗi thời. Những chiếc đầu tiên cũng đã sắp hết niên hạn hoạt động. Điều đó buộc Hải quân Mỹ phát triển lại siêu tàu ngầm mới thay thế, đó là siêu tàu ngầm lớp Columbia. Cái tên tiếp theo là tàu ngầm lớp Columbia của Mỹ, tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Columbia, có lượng dạn nước 20.800 tấn, được thiết kế với tính năng tàng hình và nhiều công nghệ mới hiện đại của thế kỷ 21. Thế nhưng so với lớp Oyo, lớp Columbia này chỉ mang được 16 quả tên lửa cho Trident 2D5, ít hơn 8 quả, hầu hết không gian trong tàu để lắp đặt động cơ hạt nhân và mô tô 500 vĩnh cửu. Đây chính là các bộ phận quyết định mạng sống của một con tàu. Động cơ này được đánh giá là vô cùng yên tĩnh. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ đóng mới 12 tàu ngầm mới Columbia với tổng chi phí gần 350 tỷ đô la Mỹ. Chiếc đầu tiên được khởi đóng vào năm nay, tức là năm 2021, chính thức tham gia vào biên chế Hải quân Mỹ vào năm 2031 và hoạt động tối thiểu trong 42 năm. Tuy nhiên, Văn phòng Kiểm tra Chính phủ Mỹ JIO hồi cuối năm 2017 đã từng cảnh báo rằng dự án này rất có thể sẽ đi vào vết xe đổ của siêu tiêm kích F-35 và tàu sân bay lớp Ford do ứng dụng quá nhiều những công nghệ mới mà chưa được kiểm chứng, khiến cho thời gian phát triển và chi phí chế tạo vượt xa hơn nhiều so với dự kiến. Đó là những sản phẩm tàu ngầm của Mỹ. Nga cũng không hề kém cạnh khi liên tục ra mắt các mẫu tàu ngầm mới, đồng thời nâng cấp những chiếc ra đời từ thời Liên Xô để đảm bảo đủ khả năng và năng lực để răn đe đối thủ. Tàu ngầm dự án 955 Bore của Nga thì sao ạ? Tàu ngầm hạt nhân thuộc về đề án 955 lớp Bore được Nga phát triển từ giữa thập niên 1980. Viện thiết kế Rubin đã nghiên cứu, phát triển và bàn giao cho quân đội Nga chiếc tàu đầu tiên từ năm 2013, tàu dài 170m, rộng 13,5m, với lượng dạn nước là 24.000 tấn, tốc độ tối đa khi lặn lên đến 56 km/h, cùng tầm hoạt động không giới hạn. Được biết, đây là loại tàu ngầm lớn thứ hai trên thế giới. Tàu có thể mang theo 16 tên lửa đạn đạo RSM-56 Bulava với tầm bắn trên 9.000 km, mỗi tên lửa Bulava mang theo 10 đầu đạn hạt nhân, sức mạnh tương đương với 1,5 triệu tấn thuốc nổ. Các đầu đạn này được thiết kế nhằm tấn công mục tiêu với độ lệch không quá 300m, với kích thước nhỏ gọn, tốc độ bay và khả năng cơ động cao. Tên lửa này có khả năng vượt qua được nhiều lá chắn tên lửa đạn đạo tối tân. Hiện nay, tàu ngầm lớp Bore này được trang bị động cơ tuabin khí và hệ thống đẩy chân vịt tối tân, giúp nó có thể đạt vận tốc cao nhưng vẫn rất yên tĩnh khi hoạt động dưới nước. Hiện Hải quân Nga đang vận hành 3 chiếc tàu ngầm lớp này. Bên cạnh đó, năm 2012, Nga bắt đầu đóng biến thể 995A Borea với nhiều cải tiến đáng kể về hệ thống thông tin liên lạc, độ ồn, đồng thời tăng diện tích khoang sinh hoạt cho thủy thủ đoàn. Bộ Quốc phòng Nga dự kiến sẽ biên chế ít nhất là 8 tàu ngầm lớp Bore, bao gồm 3 chiếc nguyên bản và 5 tàu Borea. Cuối cùng là loại tàu ngầm được coi là xương sống của hạm đội tàu ngầm chiến lược Nga, đó là tàu ngầm dự án 667 BDRM Delta 4, được chế tạo trong giai đoạn năm 1981 đến năm 1992. Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo thuộc dự án 667 BDRM lớp Delta 4 có lượng dạn nước khoảng 18.200 tấn và được trang bị vũ khí chính là 16 tên lửa đạn đạo nhiên liệu lỏng O-29 RMI Sylvania. Mỗi tên lửa có thể mang từ 4 đến 8 đầu đạn hạt nhân với sức nổ tương đương 2 triệu tấn. Tên lửa này đạt tầm bắn là 8.300 km khi tải tối đa hoặc 11.550 km nếu giảm đầu đạn. Với mẫu tàu ngầm này có thể lặn sâu tới 400m, bắn mục tiêu từ độ sâu 55m dưới mực nước biển. Điều này cho phép tàu ẩn mình và tung đòn tấn công đối phương bất ngờ, khiến kẻ thù khó trở tay kịp thời. Vượt trội hơn, tàu ngầm Delta 4 còn có khả năng phóng tên lửa bất kỳ từ hướng nào mà không cần tạm ngưng hành trình khi bắn. Hiện có 7 tàu ngầm lớp Delta 4 được phục vụ trong biên chế hạm đội phương Bắc và là xương sống trong lực lượng tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Hải quân Nga.
Vừa rồi thì chúng mình đã cùng nhau khám phá về loại tàu ngầm của Nga mới thử nghiệm có khả năng hủy diệt được cả thế giới trong vòng 30 phút, đồng thời còn được tìm hiểu thêm rất nhiều thông tin về những loại tàu ngầm hiện đại khác nữa, phải không ạ? Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều biết rằng mục tiêu chiến lược của Trung Quốc đó là xây dựng đất nước này trở thành cường quốc số 1 trên thế giới, thực hiện mưu đồ bành trướng đại dân tộc và bá quyền nước lớn của họ đối với các nước khác. Bắc Kinh ngày càng thể hiện rõ mong muốn này nhắm đến vị trí cường quốc toàn cầu và vị trí số 1 thế giới trong thế hệ tiếp theo. Đảo ngược hệ thống quốc tế do Mỹ dẫn đầu và tạo ra một trật tự thế giới cạnh tranh mới của riêng mình. Lo sợ sớm bị xoán ngôi bá chủ thế giới, Mỹ đã đưa ra rất nhiều biện pháp để trừng trị quốc gia có tham vọng lớn này. Thậm chí Mỹ còn làm thân với Việt Nam, bày tỏ mong muốn được đặt căn cứ tên lửa tại Việt Nam để có thể tấn công Trung Quốc bất cứ khi nào. Thật lòng mà nói thì đúng là Việt Nam ta chẳng ưa Trung Quốc bởi những gì mà gã khổng lồ phương Bắc đã làm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đất nước ta, cụ thể là gây hấn, xâm chiếm quần đảo hay gần hơn là bản vẽ đường lưỡi bò chín đoạn thiếu căn cứ pháp lý. Thế nhưng những điều đó liệu có đủ để chúng ta phải liên kết với Mỹ, quốc gia mà cách đây nửa thế kỷ là đối thủ của ta trong một cuộc chiến tranh lớn, gây cho nhân dân ta biết bao nỗi khổ khó có thể chữa lành? Vậy thái độ của Việt Nam sẽ như thế nào trong hoàn cảnh đó? Quyết định của Việt Nam sẽ ra sao? Để biết được câu trả lời, mời quý vị và các bạn cùng đi khám phá trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, trong khoảng 10 năm trở lại đây, quan hệ Mỹ-Trung đang ngày càng gia tăng căng thẳng. Từ năm 2012 đến năm 2017, Trung Quốc đã phát triển tên lửa tầm trung có khả năng tấn công các căn cứ của Mỹ tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Năm 2018, Lầu Năm Góc chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho một cuộc chiến trong tương lai với Trung Quốc. Vì vậy, họ đã giáo diết vận động chính phủ Việt Nam và thậm chí là cả các quan chức Đảng Cộng sản với hy vọng Việt Nam sẽ ủng hộ thỏa thuận cho phép Mỹ đặt căn cứ tên lửa tại quốc gia này để đối phó với các thách thức từ Bắc Kinh. Mỹ và các cơ quan quân sự cũng bắt đầu thực hiện những chiến lược mới, trong đó thủy quân lục chiến Mỹ cùng với các hệ thống tên lửa sẽ phân tán trên mạng lưới các căn cứ nhỏ, thô sơ và có thể di chuyển liên tục từ căn cứ này sang căn cứ khác. Cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng nhanh chóng nhận ra rằng họ cần tiếp cận Việt Nam để có thể đặt căn cứ tên lửa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tấn công mục tiêu Trung Quốc khi xung đột Mỹ-Trung có chẳng may xảy ra. Việt Nam là một sự lựa chọn hoàn toàn phù hợp. Trong bối cảnh các đồng minh khác của Mỹ như Australia, Philippines đều đã công khai loại trừ việc sở hữu tên lửa có khả năng tấn công Trung Quốc, Hàn Quốc cũng được cho là không đồng ý. Trong khi đó, Indonesia và Singapore thì quá phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc nên không được Hoa Kỳ quan tâm đặt vấn đề. Trong khi đó, quốc gia Việt Nam có đầy đủ các yếu tố cần và đủ cho điều đó. Cụ thể, Việt Nam ta có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng trong chính sách ngăn chặn làm suy yếu Trung Quốc của Mỹ, là quốc gia láng giềng có đường biên giới chung với Trung Quốc. Hầu hết các hoạt động của gã khổng lồ phương Bắc này trên Biển Đông đều có thể nằm trong tầm kiểm soát của lãnh thổ Việt Nam ta. Với vị trí này, Mỹ hoàn toàn có thể có những căn cứ tốt để chống lại Trung Quốc. Bên cạnh đó, Việt Nam còn được biết đến là một quốc gia đã từng đánh bại Trung Quốc vào năm 1979. Tiềm lực quốc phòng hiện nay thì đang ngày càng được nâng cấp nữa, thế nên việc liên minh với Việt Nam sẽ giúp ích không nhỏ cho Hoa Kỳ trong chiến lược chống lại sự bành trướng của Trung Quốc. Sự thành ý của Lầu Năm Góc với Việt Nam ngày càng được thể hiện rõ hơn khi Bộ trưởng Quốc phòng thời điểm đó là James Mattis thăm Việt Nam trong cả hai năm liên tiếp năm 2017-2018, nhiều lần gặp gỡ với Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong chuyến thăm vào tháng 1 năm 2018, ông Mattis đã nhiệt tình nói về tương lai hợp tác Việt-Mỹ và khéo léo bày tỏ quan điểm bằng cách gọi hai nước là những đối tác cùng chí hướng. Tiếp tục vào tháng 4 năm 2019, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đô đốc Philip Davidson đã đến thăm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong chuyến công du kéo dài 4 ngày. Người kế nhiệm của Mattis, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ trong một chuyến thăm vào tháng 11 năm 2019. Gặp gỡ không chỉ với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch mà còn gặp cả Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản, ông Trần Quốc Vượng. Trước những biểu hiện đầy thành ý cùng với hợp tác để chống lại Trung Quốc đầy hấp dẫn như vậy, thì thái độ của Việt Nam ta như thế nào? Việc đột ngột hủy bỏ 15 hoạt động giao lưu quốc phòng với Hoa Kỳ đã được lên kế hoạch trước vào tháng 10 năm 2019 mà hoàn toàn không có một lời giải thích công khai. Có thể nhận thấy đây là một tín hiệu từ chối khéo léo từ phía Việt Nam. Đó là những suy đoán của tin mới thôi. Để hiểu sâu hơn thì chúng ta lắng nghe những phân tích tiếp theo nhé.
Đầu tiên là mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhiều người nghĩ rằng đây là mối quan hệ thù địch với nhiều xung đột, khó có thể dung hòa được phải không ạ? Thế nhưng thực tế thì không hẳn là như vậy đâu. Bất chấp những căng thẳng trên Biển Đông hiện tại, Trung Quốc vẫn là một đối tác kinh tế lớn của Việt Nam. Quan hệ giữa hai bên vẫn đang được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế. Một minh chứng có thể dễ dàng nhận thấy, đó là theo kết quả điều tra, Trung Quốc hiện đang là đối tác thương mại lớn nhất của chúng ta, còn Việt Nam chúng ta cũng là đối tác thương mại lớn thứ 6 của nước này trong năm 2021. Các bạn thấy đấy, mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc thực chất là mối quan hệ vừa hợp tác lại vừa đấu tranh. Thế nhưng, hợp tác đem lại nhiều lợi ích hơn cho kinh tế nước nhà, còn nền tảng và kinh tế mới có thể phát triển hơn về mọi mặt. Kinh tế luôn là một yếu tố được ưu tiên, thế nên tại sao chúng ta lại phải bỏ đi nguồn lợi này phải không nào? Bên cạnh Trung Quốc, Hoa Kỳ cũng là một đối tác chiến lược quan trọng với Việt Nam. Không thể phủ nhận quan hệ kinh tế ngoại giao tốt đẹp với Mỹ chính là một trong những chìa khóa để đưa Việt Nam phát triển như ngày hôm nay. Tuy nhiên, chúng ta không thể quên những gì Mỹ đã từng làm với đất nước ta. Dù cho giờ đây chiến tranh đã lùi xa, quan hệ giữa hai nước cũng đã có nhiều tiến triển. Thế nhưng việc tin tưởng hoàn toàn là điều không thể. Càng không thể đặt niềm tin được khi nhìn vào những gì mà Mỹ đã đối xử với các đồng minh của mình trong quá khứ. Chế độ Sài Gòn là một ví dụ điển hình. Sau khi ký hiệp định Paris, Mỹ đã lẳng lặng rút hết quân lực khỏi miền Nam Việt Nam vào tháng 3 năm 1973, khiến cho tinh thần của Việt Nam Cộng Hòa thống trị thời bấy giờ xuống cấp nghiêm trọng. Việc Mỹ bỏ đi trong im lặng như vậy chẳng khác nào một hành động vứt bỏ chính quyền này cả. Chính điều này đã góp phần tạo nên chiến thắng dễ dàng hơn cho quân giải phóng miền Nam Việt Nam, cuối cùng là đi tới thống nhất hai miền Nam Bắc. Hay như Philippines, Liên minh Mỹ-Philippines ra đời khi hai bên ký hiệp ước phòng thủ chung năm 1951. Theo đó sẽ tương trợ nhau nếu một trong hai bên bị tấn công. Thế nhưng, khi Philippines bị Trung Quốc gây hấn, một tàu cá của nước này bị tàu nước bạn đâm chìm hồi tháng 6 năm 2019 thì Mỹ hoàn toàn không có một động thái nào. Dù cho có cam kết chính thức nhưng Mỹ gần như không thể hiện được gì trong mối quan hệ liên minh này. Gần đây nhất vào tháng 10 năm 2019, Mỹ lại một lần nữa bỏ rơi đồng minh của mình khi đẩy những chiến binh người Quốc vào tay của kẻ thù Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi trước đó người Quốc được Mỹ xem là đối tác có khả năng hoạt động hiệu quả nhất trong việc chiến đấu lại nhà nước Hồi giáo tự xưng là IS ở Syria. Quá tam bà bận, vậy thì chúng ta liệu có nên liên minh với họ không? Vì không thể biết được họ sẽ rời bỏ ta vào lúc nào. Thực chất, họ chỉ đang tìm cách để ngăn chặn sự bành trướng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc, bản chất là phục vụ cho lợi ích của riêng, chứ tuyệt đối không có gì đảm bảo cho phía đồng minh cả. Thêm nữa, trong quan hệ với Việt Nam, Mỹ còn thường xuyên đứng sau có những hành động không mấy tốt đẹp, nếu nói đúng hơn là đâm sau lưng đấy ạ. Chẳng hạn như họ luôn ra dạ lên tiếng cho thứ gọi là nhân quyền rồi âm thầm đứng sau ủng hộ các tổ chức chống đối như việc tăng cấp thành phần bất đồng chính kiến, gây rối an ninh Việt Nam. Trong quá khứ, cuộc chiến với Campuchia dù đã tận mắt trông thấy các bằng chứng không thể chối cãi của Khmer Đỏ, những vụ diệt chủng khủng khiếp của người dân Campuchia và Việt Nam, nhưng Mỹ vẫn ngang nhiên đồng tình, khiến Việt Nam gặp vô vàn những khó khăn. Chừng đó thôi, thực sự là quá đủ với Việt Nam ta rồi. Phương án tối ưu nhất cho Việt Nam vẫn nên ở thế trung lập, không nghiêng hẳn về bất cứ phía nào cả. Hơn ai hết, Việt Nam hiểu rằng không thể phụ thuộc vào ai để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như giữ vững nền độc lập tự do quốc gia. Điều đó chẳng khác nào giao vận mệnh quốc gia vào tay kẻ khác để họ có quyền thao túng, tự tung tự tác phải không ạ? Ngoài ra, phương án này của Việt Nam bắt nguồn từ những bài học ngoại giao trong quá khứ khi chúng ta đã không thể cân bằng được quan hệ Xô-Trung, dẫn tới việc ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt-Xô năm 1978. Đứng hẳn về phía Liên Xô sau đó cũng chính là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Trung Quốc thúc đẩy cuộc tấn công biên giới Việt Nam vào năm 1979. Cái giá phải trả cho việc không thể cân bằng quan hệ cùng với nước lớn là quá lớn, giúp cho Việt Nam có cái nhìn đúng đắn hơn vào thời điểm hiện tại để không đưa mình một lần nữa vào thế khó. Suy cho cùng, sự trung lập chính là chìa khóa đảm bảo cho sự an toàn và ổn định để nước ta tiếp tục phát triển, đi lên theo đúng định hướng đã đề ra. Sự cân bằng được giữ càng lâu, chúng ta càng có lợi, thế nên chiến dịch Lầu Năm Góc lôi kéo Việt Nam và liên minh chống Trung Quốc cho thấy sự ảo tưởng về chiến lược của họ. Sẽ chẳng có ai dại dột đưa mình vào con đường không mấy sáng lạ này phải không ạ? Chúng ta sẽ nghiêm túc thực hiện những gì chính phủ đề ra. Chính sách 3-0 được Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nhắc đến trong chuyến thăm Trung Quốc. Chính sách đó bao gồm không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất kỳ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia.
Những lời của Thứ trưởng cũng chính là lời khẳng định rõ ràng rằng Việt Nam sẽ không liên minh quân sự với Mỹ để chống lại Trung Quốc. Ngày 4 tháng 8, Tư lệnh lực lượng tuần duyên Mỹ Đô đốc Greg có thông điệp gửi lực lượng tuần duyên cho hay vào ngày 10 tháng 9 năm 2021 sẽ chuyển chiếc tàu tuần tra lớp Hamilton cuối cùng là Donald Mudno West 724 sang tình trạng hoạt động đặc biệt, tức tình trạng không hoạt động để chuẩn bị loại biên, chấm dứt 49 năm hoạt động của con tàu này. Việc chuyển đổi tình trạng này nhằm thực hiện các tiến trình loại biên con tàu, bao gồm việc tháo dỡ các thiết bị điện tử nhạy cảm và vũ khí quan trọng khác, sơn lại tàu trước khi bàn giao cho lực lượng nước ngoài. Vậy nước ngoài này là ai? Trang tin cho rằng tàu này sẽ được bàn giao cho Hải quân nước ngoài. Theo blogger Chukrin, chuyên về hoạt động tuần duyên của Mỹ thì cho rằng tàu Donald Mudno sẽ chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam. Trước thông tin này thì có nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam mua để bảo vệ ngư trường, ngư dân cũng như lãnh thổ thuộc chủ quyền biển đảo trước những hành động bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Vậy thì thực chất con tàu này có sức mạnh như thế nào? Hãy cùng với Tin Mới tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Ngày 19 tháng 7, hình ảnh truyền thông Hoa Kỳ công bố cho thấy tàu tuần duyên USS CGC John Mickett, tàu tuần tra lớp Hamilton, được sơn mới lại hoàn toàn, đính kèm số hiệu 8021 Cảnh sát biển Việt Nam và quốc kỳ Việt Nam. Thực tế, theo ghi nhận của báo giới Mỹ, tàu USS CGC John Mickett đã treo cờ Việt Nam từ tháng 4 năm 2021, đáng chú ý với dòng chữ Cảnh sát biển Việt Nam và Việt Nam Coast Guard dọc hai bên sườn. Người ta gần như chắc chắn rằng tàu tuần tra này đang được chuẩn bị chuyển ra cho phía Việt Nam. Cùng với đó, hai bên ống khói trên tàu cũng đã chính thức được sơn quốc kỳ Việt Nam, ngôi sao vàng 5 cánh trên nền đỏ. Một số tài khoản mạng xã hội cũng đăng tải hình ảnh con tàu USS CGC John Mickett với số hiệu phân hiệu liên quan đến Việt Nam những ngày qua. Tàu tuần duyên này được phía Mỹ tiến hành chạy thử trên vịnh Ellsworth. Hiện tại vẫn chưa rõ thời gian hoàn thành quá trình chạy thử để bàn giao cho Cảnh sát Việt Nam. Tuy nhiên, dự kiến nếu được chuyển giao cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, tàu sẽ neo đậu chính ở cảng Hải Phòng. Trên thực tế, tàu Cảnh sát biển mang số hiệu 8021 dự kiến biên chế cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. USS CGC John Mickett là chiếc cuối cùng trong loạt 12 tàu tuần tra cỡ lớn Hamilton của tuần duyên Mỹ. USS CGC John Mickett được đặt ký ngày 5 tháng 4 năm 1971 tại nhà máy đóng tàu ở New Orleans, Louisiana, sau đó được hạ thủy vào 4 tháng 9 năm 1971. Tàu tuần duyên này được biên chế đưa vào hoạt động chính thức từ ngày 17 tháng 3 năm 1972 và loại biên năm 2021. USS CGC John Mickett hoạt động đa năng, được thiết kế để đáp ứng các nhiệm vụ đa dạng của lực lượng tuần duyên Cảnh sát biển ngày nay. Tàu có nhiệm vụ chính bao gồm đảm bảo an ninh hàng hải nội địa, tìm kiếm và cứu nạn, thực thi pháp luật hàng hải và hoạt động ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp của người nước ngoài, cũng như duy trì sẵn sàng hỗ trợ quân sự cho các đồng minh NATO và Hải quân Hoa Kỳ. Đặc biệt, USS CGC John Mickett thường xuyên tiến hành các chuyến hành trình tuần tra ở khu vực bờ Tây gần biển Bering, vịnh Alaska và vùng biển Trung Mỹ và bảo tồn thủy sản Mason, giới hạn 200 dặm hoặc 320 km và cũng như đảm bảo chấp hành luật ngăn chặn tội phạm buôn ma túy. Như Sputnik Việt Nam đã thông tin trước đó, đây là tàu tuần tra lớp Hamilton thứ 2 được chính quyền Hoa Kỳ chuyển giao cho Việt Nam sau chiếc USS CGC Deagon bàn giao năm 2017 dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Các đặc tính cơ bản của tàu USS CGC John Mickett như chiều dài là 115m, rộng 13m, có lượng dạn nước là 3.050 tấn, được trang bị hai động cơ diesel và hai động cơ tua bin khí, cho phép đạt tốc độ tối đa là 54 km/h. Tàu có thể làm nhiệm vụ 45 ngày liên tục trên biển với tầm hoạt động là 20.000 km. Trước khi lực lượng tuần duyên Mỹ loại biên, tàu cũng được sơn trắng, mang số hiệu 726 và dòng chữ US Coast Guard của Hoa Kỳ. Trong quá trình hoạt động, USS CGC John Mickett trải qua được nâng cấp toàn diện hồi năm 1991, được nâng cấp vũ khí, bộ cảm biến bổ sung nhà chứa trực thăng, đại tu động cơ và cải thiện không gian sinh hoạt của thủy thủ đoàn. Tàu có sức chứa lớn, có thể mang theo 24 sĩ quan và 160 thủy thủ. Phần lớn radar và vũ khí của tàu đã được tháo bỏ trước khi chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam. Tàu chỉ được giữ lại pháo ô tô cỡ 76mm trước mũi.
Trang tin của Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, từ những năm 70 của thế kỷ 20, lực lượng phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ US đã nổi tiếng khi sở hữu một đội tàu tuần duyên cỡ lớn rất hùng mạnh thuộc lớp Hamilton với tổng cộng 12 chiếc do tập đoàn New Orleans, bang Louisiana sản xuất. Chiếc tàu lớp Hamilton đầu tiên được ra mắt vào ngày 18 tháng 12 năm 1965, mang tên Alexander Hamilton theo tên của Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của Hoa Kỳ. Theo thông tin, nhà máy sản xuất chia sẻ, tàu lớp Hamilton có kích thước và lượng giãn nước chẳng kém gì các tàu hộ vệ cỡ lớn với lượng giãn nước lên tới 3.250 tấn, chiều dài hơn 115 m, rộng 13 m, mớ nước là 4,6 m, biên chế 167 thủy thủ và nhân viên. Tàu tuần duyên lớp Hamilton là loại tàu có sức chống chịu sóng gió rất tốt, có thể tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết. Để đưa con tàu với kích thước khá lớn này vận hành dài ngày, nhà sản xuất đã trang bị cho chúng một hệ thống động cơ kết hợp gồm hai động cơ diesel Firebank Morse 38TD8 1/8-12 và hai động cơ tuabin khí Pratt & Whitney FT4A6. Giúp con tàu di chuyển đạt tốc độ tối đa 29 hải lý trên giờ, tương đương với 46,6 km trên giờ, hành trình liên tục là 14.400 km mà không cần tiếp nhiên liệu, dự trữ hành trình là 45 ngày. Tàu được thiết kế với vai trò tuần tra, bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế, chống cướp biển, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn hơn là chiến đấu chống hạm tàu đối phương. Cho nên hỏa lực không phải là thế mạnh của tàu lớp Hamilton. Bởi vậy, dù có lượng giãn nước lớn hơn cả tàu hộ vệ lớp G-Pad 3.9, nhưng các tàu này được trang bị hỏa lực khiêm tốn. Hamilton được trang bị hệ thống vũ khí hạng trung, chủ yếu là pháo không có tên lửa. Hệ thống vũ khí của lớp tàu này gồm pháo hạng ô tô cỡ 76,2mm, phiên bản MK45, có tốc độ bắn khoảng 85 phát trên phút, tầm bắn là 15-16 km, hệ thống phòng thủ tầm cực gần 20mm, pháo tự động M242B cỡ 25mm, súng hạng nặng M2 Boring cỡ 12,7mm và súng hạng nhẹ M240 cỡ 7,6mm. Ngoài ra, Hamilton cũng được trang bị hệ thống radar tìm kiếm trên biển và hệ thống điều khiển MK921-1 ở đuôi tàu có sân bay nhỏ cùng hangar cho phép triển khai một trực thăng tuần tra. Mặc dù theo nguyên bản lúc đầu, lớp Hamilton được thiết kế với vai trò là tàu tuần duyên, tuy nhiên một số chiếc thuộc đội này đã được nâng cấp để trở thành tàu chiến. Ngay trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Mỹ đã tiến hành vũ trang một tàu tuần tra lớp Hamilton chiếc USCGC-717 để nó có khả năng đảm nhiệm vai trò chống tàu mặt nước, phòng không cũng như săn ngầm nhằm hỗ trợ Hải quân Hoa Kỳ khi cần thiết. Sau khi sửa chữa, con tàu được bổ sung bệ phóng MK-141 của tên lửa hành trình chống hạm Harpoon ngay phía khẩu pháo chính, phía trước tháp chỉ huy cùng với radar trinh sát bề mặt để dẫn bắn tên lửa chống hạm. Đi kèm với đó là thiết bị định vị thủy âm cùng với 6 ống phóng ngư lôi chống ngầm cỡ 324mm. Hệ thống CYWS-35 cũng được bổ sung chính vào thời kỳ này. Với gói nâng cấp này, chiếc USCGC-717 đã biến thành chiến hạm với hệ thống vũ khí hạng nặng. Đôi tàu tuần duyên Hamilton Hoa Kỳ được giao nhiều nhiệm vụ khác nhau. Một trong những nhiệm vụ chính cũng là chiến công lớn nhất của đội tàu này là ngăn chặn dòng ma túy vận chuyển vào nước Mỹ. Trong thời gian triển khai từ năm 1969 đến năm 1970, Hamilton đã tham gia ngăn cản những kẻ buôn lậu vũ khí. Từ năm 1965 đến năm 1975, Hamilton phục vụ trên các trạm Đại Tây Dương, thu thập dữ liệu hải dương học có giá trị và tiến hành sứ mệnh tìm kiếm cứu nạn. Năm 1996, một biên đội tàu Hamilton gồm 3 chiếc đã tiến vào kênh đảo Panama và thực hiện một loạt các hoạt động quyết liệt nhằm ngăn chặn dòng ma túy vận chuyển vào nước Mỹ. Thủy thủ đoàn đã trực tiếp chặn đứng 14 tàu buôn lậu, chở hơn 115 tấn hàng ma túy các loại trị giá 200 triệu đô la Mỹ. Năm 1999, Hamilton tiếp tục ngăn chặn được bọn buôn lậu ma túy vận chuyển 2,7 tấn cocaine vào nước Mỹ. Tháng 3 năm 2007, Hamilton đã chặn được một tàu đánh cá treo cờ Panama chở 20 tấn cocaine trị giá 600 triệu đô la Mỹ. Đây là một trong những vụ án bắt ma túy trên biển lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ngoài ra, tàu Hamilton còn thường xuyên tham gia tuần tra biển, bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế trên biển của nước Mỹ. Theo Đô đốc Tư lệnh Lực lượng Tuần duyên khu vực Thái Bình Dương, những con tàu lớp Hamilton đã từng có mặt ở nhiều điểm nóng trên thế giới, đặc biệt là trong chiến tranh Iraq. Những năm gần đây, chúng hỗ trợ thực hiện khá nhiều nhiệm vụ, bao gồm ngăn chặn tệ nạn buôn bán ma túy và di cư trái phép, tiến hành hoạt động chấp pháp trên biển, tìm kiếm và cứu hộ, bảo vệ nguồn hải sản. Lịch sử hoạt động của đội tàu này cho thấy, chúng đã mang lại sức mạnh lớn cho lực lượng phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ trong việc thực hiện các sứ mệnh đa dạng và quan trọng đối với sự an toàn và thịnh vượng của nước Mỹ.
Đặc biệt, hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ không ngừng được tăng cường thời gian qua. Tuần duyên Mỹ năm 2017 đã bàn giao tàu tuần tra tải trọng cao USCC Mercator thuộc lớp Hamilton cho cảnh sát biển Việt Nam thông qua chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa. Trước khi bàn giao, Mỹ đã huấn luyện cho các sĩ quan cảnh sát biển Việt Nam tại Hawaii để sử dụng các tàu. Tàu USCC Mercator sau đó được biên chế vào cảnh sát biển Việt Nam và đổi tên thành CSB-8020. Nhưng chính quyền Washington nhiều lần tuyên bố về quyết tâm đảm bảo khu vực châu Á-Thái Bình Dương tự do cởi mở, nhất là tránh các hoạt động gây hấn ở Biển Đông của Trung Quốc. Mỹ gần đây tăng cường hợp tác Việt Nam, đặc biệt là về an ninh hàng hải, với mong muốn hỗ trợ Việt Nam tăng cường khả năng tuần tra trên biển, bảo vệ chủ quyền an ninh hàng hải. Mỹ đã cung cấp nhiều phương tiện tàu bè cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Trong năm 2018, năm 2019, Mỹ cũng đã chuyển giao tổng cộng 12 xuồng tuần tra cho cảnh sát biển Việt Nam nhằm nâng cao năng lực hàng hải. Điều này thể hiện sự hợp tác sâu sắc giữa hai nước trong thực thi pháp luật, tìm kiếm cứu nạn trên biển, trong lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Chắc hẳn tất cả chúng ta không ai còn xa lạ gì với những hành động hung hăng của Trung Quốc liên tục và nhiều lần xảy ra trên đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, đúng không ạ? Thế nhưng Đảng và Nhà nước chúng ta luôn giải quyết vấn đề này trên cơ sở tôn trọng hòa bình. Cộng đồng mạng rất nhiều người có thắc mắc rằng tại sao không sử dụng vũ lực chiến lại với anh bạn láng giềng này để dẹp âm mưu bành trướng đó đi. Vậy thì trong số phát sóng ngày hôm nay, tin mới sẽ chứng minh cho các bạn thấy Việt Nam ta đã cao tay như thế nào khi quyết định không sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp trên Biển Đông nhé. Sự kiện mới đây nhất liên quan tới Biển Đông khiến nhiều người vô cùng lo ngại. Đó là vào ngày 20 tháng 8 năm 2021, khi hơn 200 tàu dân quân biển của Trung Quốc được phát hiện ở gần đá Ba Đầu, thuộc cụm đảo sinh tồn ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Những con tàu này có kích thước rất lớn, vỏ bằng thép với chiều dài từ 30 đến 100 mét. Thế nhưng, điểm đặc biệt là chúng không thực hiện công việc đánh bắt cá mà chỉ xếp thành hàng dài, chiếu đèn sáng vào ban đêm và không di chuyển. Cố vấn an ninh quốc gia Philippines cho biết, những con tàu này đã neo đậu trong khu vực với số lượng ngày càng gia tăng kể từ tháng 11 năm 2020, không có dấu hiệu đánh bắt cá và cũng chưa có dấu hiệu sắp rời đi. Mặc dù Trung Quốc khẳng định các con tàu đó tư nhân sở hữu và không có bất cứ hệ thống vũ khí nào, nhưng chuyên gia Andrew Erickson thuộc trường chiến tranh Hải quân Mỹ cho rằng bản thân các con tàu này chính là vũ khí. Chúng lớn hơn và mạnh hơn rất nhiều so với các con tàu cá thông thường của các nước láng giềng. Với thân hình vững chắc, có nhiều đường ván được gắn ở phần thân để gia cố dây buộc vào các vòi rồng áp lực nước phun xa, khiến chúng trở thành vũ khí mạnh mẽ. Trong các trường hợp xảy ra đụng độ, chúng có khả năng tấn công tàu thuyền dân sự hoặc tàu cảnh sát biển của các nước khác. Hồi cuối tháng 7 năm 2021, Trung Quốc còn ngang nhiên đưa ra luật hải cảnh mới, theo đó cho phép lực lượng hải cảnh Trung Quốc nổ súng vào các tàu nước ngoài trong vùng biển tranh chấp, bao gồm các quần đảo Senkaku, Điếu Ngư đang tranh chấp ở biển Hoa Đông, cũng như tại khu vực Biển Đông. Kết hợp với động thái đưa tàu vào đảo Ba Đầu trên, có thể thấy những hành động của Bắc Kinh đều là có chủ ý, cực kỳ nguy hiểm và táo tợn. Bên cạnh đó, trong những năm qua, Trung Quốc đã nhiều lần có những hành vi không chuẩn mực khi bồi đắp thêm hơn 1.300 ha đất trên 7 thực thể mà nước này chiếm giữ trái phép ở Biển Đông, xây dựng đường băng, cảng, nhà chứa máy bay và triển khai thiết bị liên lạc tại các khu vực này. Để từng bước hiện thực hóa tham vọng độc chiếm Biển Đông, Trung Quốc đang tận dụng triệt để chiến lược vùng xám. Chiến thuật này được thực hiện với mong muốn vẽ lại bản đồ chính trị mà không cần tốn một viên đạn nào. Về mặt lý thuyết, chiến thuật vùng xám được một quốc gia sử dụng để đạt được một lợi ích nào đó, thường là về lãnh thổ, nhưng không muốn dùng vũ lực một cách quy mô và trực tiếp. Chiến thuật này có hai đặc trưng căn bản. Thứ nhất là không để xung đột vượt ngưỡng thành chiến tranh nóng. Thứ hai là từ từ tĩnh tiến. Với chiến thuật này, các nước có thể dùng lực lượng quân sự núp bóng các lực lượng dân sự hoạt động. Ở đây, lực lượng đắc lực mà Trung Quốc triển khai là dân quân biển. Chiến lược vùng xám này liên tục được Trung Quốc thử nghiệm và điều chỉnh qua những cuộc đối đầu với lực lượng chấp pháp của các nước trên Biển Đông từ năm 2006. Mục đích của những hành động quấy rối đó nhằm thay đổi hiện trạng, biến vùng biển không tranh chấp thành có tranh chấp và gây lúng túng cho các nước trong việc phản ứng. Cùng với việc chính thức tung ra cái gọi là yêu sách đường lưỡi bò, từ năm 2009, Trung Quốc cũng đã phát động một chiến dịch lớn nhằm tìm mọi cách đưa ra các bằng chứng lịch sử để bảo vệ tính chính danh của đường lưỡi bò. Tuy nhiên, Bắc Kinh luôn từ chối tham gia vào quá trình công pháp quốc tế để làm rõ tính chất pháp lý của yêu sách phi pháp này. Bên cạnh đưa ra cách diễn giải riêng về lịch sử và pháp lý, Trung Quốc cũng tăng cường hiện diện trên thực địa thông qua xây dựng hạm đội hải cảnh,
cùng với một lực lượng dân quân biển đông đảo. Các lực lượng bán quân sự như trên rất phù hợp với triết lý của vùng xám, gây ra đủ căng thẳng, bảo vệ được sự hiện diện của Trung Quốc, nhưng lại không đẩy căng thẳng lên mức xung đột quân sự để các cường quốc như Mỹ có thể tham gia. Chiến thuật vùng xám đã được Trung Quốc lặp lại ở Biển Đông hồi năm ngoái, tức năm 2020, bao gồm thành lập hai đơn vị hành chính cấp quận, huyện bất hợp pháp để kiểm soát Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam gần Hoàng Sa, xây dựng trạm nghiên cứu trên đá chữ thập và đá Subi ở quần đảo Trường Sa, điều đội tàu hỏa dẫm và ngăn chặn Malaysia thăm dò, khai thác tài nguyên ngoài khơi. Những hành động táo tợn này của Trung Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế và công ước. Thứ nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Theo công ước này, tàu thuyền của các quốc gia khác được quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải của quốc gia ven biển với những quy định kiểm soát chặt chẽ của các quốc gia ven biển. Đi qua lãnh hải ở đây được hiểu là tàu thuyền nước khác có quyền đi ngang qua lãnh hải của quốc gia ven biển mà không vào nổi thủy, không đậu lại tại các công trình cảng hay một vũng tàu ở bên ngoài lộ thủy. Như vậy, việc Trung Quốc cho tàu thuyền tập kết tại Đá Ba Đầu đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm quy định của UNCLOS về hoạt động của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải quốc gia ven biển. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hành vi vi phạm và tôn trọng chủ quyền Việt Nam. Thứ hai, Bắc Kinh đã vi phạm tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC. DOC nêu rõ, các bên cam kết kiềm chế, không tiến hành các hoạt động có thể làm phức tạp thêm hoặc gia tăng tranh chấp và ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định. Tuyên bố đặc biệt nhấn mạnh, việc kiềm chế không đưa người lên các đảo bãi hiện nay không có người ở, giải quyết bất đồng thông qua các động thái mang tính xây dựng. Tuy vậy, Trung Quốc lại đang làm trái với những cam kết này. Thứ ba là phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc tế năm 2016. Phán quyết của Tòa Trọng Tài đã bác bỏ những yêu sách phi lý của Trung Quốc với cái gọi là chủ quyền ở Biển Đông. Điều này cũng có nghĩa là những yêu sách của Bắc Kinh đối với quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hoàn toàn phi pháp. Thế nhưng, trước những hành động biết rõ ràng là vi phạm đó, Việt Nam vẫn kiên trì giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình. Nguyên tắc này là lập trường nhất quán của Việt Nam, đã được ghi nhận và nhắc lại nhiều lần trong các văn kiện khu vực cũng như song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc trong tuyên bố của lãnh đạo hai nước. Tại sao lại như vậy ạ? Trước hết, phải tái khẳng định rằng chủ quyền quốc gia là không thể từ bỏ. Và đây cũng là nguyên tắc bất biến trong quá trình dựng và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Riêng về vấn đề Biển Đông, những người đứng đầu Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã nhiều lần khẳng định Việt Nam có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển ở Biển Đông, được xác định theo đúng các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 UNCLOS mà Việt Nam và các nước ở Biển Đông đều là thành viên. Giữa vấn đề chủ quyền lãnh thổ nói chung và vấn đề Biển Đông nói riêng, lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết mâu thuẫn thông qua thương lượng hòa bình, trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nhấn mạnh nguyên tắc tự kiềm chế, không quân sự hóa, không có các hành động làm phức tạp tình hình, gia tăng căng thẳng, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, giải quyết tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS năm 1982 và tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC. Thực tế cho thấy, mỗi khi chủ quyền và quyền chủ quyền quốc gia của Việt Nam trên Biển Đông bị xâm phạm, lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn thể hiện tinh thần đấu tranh kiên quyết, kiên trì bằng các biện pháp hòa bình. Cụ thể là thông qua các diễn đàn, các cuộc gặp gỡ trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao. Những năm gần đây, khi vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, chúng ta càng có thêm nhiều cơ hội để đưa ra tiếng nói khẳng định chủ quyền ở Biển Đông tại các cơ chế diễn đàn đa phương. Ví dụ điển hình nhất là trong thời gian đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ năm 2020-2022, Việt Nam đã nhiều lần nêu vấn đề Biển Đông để cộng đồng quốc tế có cái nhìn khách quan đúng đắn về vấn đề này. Tại sao chúng ta phải dùng vũ lực khi trên những cơ sở lịch sử và cơ sở pháp lý đều đầy đủ và rõ ràng để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa? Thêm nữa, Tòa án Trọng Tài Biển đã bác bỏ yêu sách đường chín đoạn, hay còn gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc. Điều này càng tạo thêm cơ sở pháp lý vững chắc để giúp làm giảm những tranh chấp ở Biển Đông xuống quy mô nhỏ hơn rất nhiều. Vậy nên việc sử dụng vũ lực của chúng ta là hoàn toàn không nên, bởi nó sẽ là bước đà giúp Trung Quốc có cớ để gây hấn. Như vậy, khác nào tự tạo khó khăn cho bản thân, mua dây buộc mình phải không ạ? Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam
Và những cuộc chiến tranh trên thế giới đã chứng minh cho hậu quả nghiêm trọng của xung đột vũ trang. Người dân Việt Nam hơn ai hết mong muốn hòa bình, ổn định và phát triển. Do đó, với vấn đề Biển Đông, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam là giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình. Chiến tranh chỉ là giải pháp cuối cùng, bất khả kháng, để tự vệ và bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Nhân đây cũng cần khẳng định lại rằng, bên cạnh việc kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, dựa trên chứng cứ pháp lý, lịch sử và luật pháp quốc tế, lực lượng vũ trang Việt Nam vẫn ngày đêm bám biển, sẵn sàng canh giữ và thực hiện các phương án bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Dù tình hình trên biển nhiều lúc căng thẳng, phức tạp, Việt Nam ta vẫn đạt được các mục tiêu, đó là giữ vững chủ quyền biển đảo, đảm bảo lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, không để xảy ra xung đột. Có đó càng chứng minh chủ trương, đường lối chính sách giải quyết bất đồng trên Biển Đông của Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với xu thế chung của thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, suy cho cùng, vấn đề Biển Đông không phải là một việc có thể giải quyết trong một sớm một chiều, mà cần sự kiên trì lâu dài để góp phần đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi người dân Việt Nam yêu nước rất cần có cái nhìn khách quan về tình hình Biển Đông, về đường lối, chủ trương giải quyết vấn đề này của Đảng và Nhà nước, đồng thời tỉnh táo, cảnh giác, phản bác mạnh mẽ các luận điệu xuyên tạc, kích động mà những phần tử xấu đã và đang giáp tâm tạo ra. Đến khi nhắc đến công nghiệp sản xuất vũ khí hay những trang bị phục vụ cho quân đội, chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ ngay đến cường quốc quân sự như Mỹ, Nga hay Trung Quốc, phải không ạ? Thế nhưng trong video ngày hôm nay, chúng mình muốn nhắc đến một mẫu xe tăng được đánh giá là thuộc hàng tốt nhất thế giới, Merkava. Đáng chú ý là mẫu xe tăng này lại đến từ một quốc gia nhỏ bé nhất trên thế giới, Israel. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia quân sự, dòng tăng này mang lại nỗi khiếp đảm cho tất cả kẻ thù. Vậy lý do gì khiến chúng uy lực đến như vậy? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, thông tin thêm về Merkava, đây là xe tăng bản địa đầu tiên của quân đội Israel được Thượng tướng Tàn, cựu chỉ huy quân đội thiết giáp thuộc lực lượng phòng vệ quốc gia này lên ý tưởng chế tạo. Merkava 1 chính thức vào biên chế năm 1978, tham chiến lần đầu tiên trong chiến tranh Germany vào năm 1982. Nhắc đến mẫu xe tăng này, đầu tiên chắc chắn phải nhấn mạnh rằng thiết kế của mẫu xe luôn ưu tiên đặt sinh mệnh của binh sĩ lên hàng đầu. Cụ thể, có 3 đặc tính để định hình nên một chiếc xe tăng hiện đại. Thứ nhất là hỏa lực, súng chính. Thứ hai là tính cơ động, nói về tốc độ và khả năng hoạt động xuyên quốc gia. Và thứ ba là về mức độ bảo vệ, nói tới giáp. Trong khi nhiều quốc gia chuyên chế tạo xe tăng thường chỉ tập trung vào một hoặc hai đặc tính so với đặc tính còn lại, nhưng riêng với Israel, họ lại ưu tiên hơn cả là về khả năng bảo vệ. Đây được cho là hoàn toàn phù hợp trong bối cảnh chính trị cũng như về quy mô đất nước. Israel là một quốc gia nhỏ tại khu vực Trung Đông. Với dân số thấp, họ thường xuyên phải đối mặt với sự thù địch của các nước Ả Rập với mục đích xóa bỏ nhà nước Do Thái. Vì vậy, yếu tố con người càng được quốc gia này chú trọng hơn, tập trung vào khả năng bảo vệ sẽ hạn chế được những thiệt hại không đáng có về người. Bên cạnh đó, khả năng bảo vệ cao còn đồng nghĩa với việc khả năng sống sót cao hơn từ các đội tăng để tiếp tục duy trì chiến đấu. Ưu tiên thứ hai là về mặt hỏa lực, cách duy nhất để thắng được trong một trận chiến là tiêu diệt được xe tăng của địch. Yếu tố cơ động xếp ở vị trí cuối cùng vì Israel ít có khả năng phải chiến đấu trên những chiến trường rộng lớn, đặc biệt trong những chiến dịch dài hơi. Có thể thấy được sự ưu tiên này qua nhiều đặc điểm trên xe tăng Merkava. Merkava có phần giáp dày, nhiều lớp, thiết kế phần thân và tháp pháo với các góc sắc cạnh, tạo ra những góc nghiêng tăng độ dày cho giáp. Các phiên bản Merkava từ Mark 1 đến Mark 4 dù có những cải tiến được nâng cấp thêm nhiều tính năng, nhưng về cơ bản vẫn giữ cấu tạo chung như ban đầu. Khác biệt hoàn toàn với những mẫu thiết kế xe tăng truyền thống của cả phương Tây và phương Đông, đó là động cơ và bộ chuyển động của xe được lắp ở phía trước nhằm tạo thêm một lớp bảo vệ cho binh sĩ bên trong, phòng khi đạn chống tăng có thể xuyên thủng được lớp giáp trước. Ngoài ra, cấu tạo như vậy cũng giúp cho buồng chiến đấu rộng hơn, xe có thể bố trí được thêm một cửa thoát hiểm ở phía sau, tạo điều kiện thuận lợi cho kíp xe nhanh chóng thoát ra nếu không may xe bị trúng đạn. Việc vận chuyển các thiết bị hay đạn pháo vào xe cũng nhanh chóng hơn các mẫu xe tăng truyền thống. Thiết kế này đã biến thành Merkava thành một cộng sự tháp di động, khi cần có thể chứa thêm được 6 lính bộ binh. Tháp pháo cũng có nhiều điểm khác biệt khi các tấm thép được bố trí nghiêm ở mức tối đa, giảm độ bám của đầu đạn các loại chống tăng, khoang chứa đạn tách riêng biệt, đảm bảo sự an toàn khi xe trúng đạn.
Về hệ thống điều khiển tháp pháo thủy lực Merkava vốn sử dụng loại chất lỏng dễ bắt lửa, đặc điểm này đã từng khiến nhiều binh sĩ tăng của Israel bị bỏng nặng trong cuộc chiến năm 1973. Sau đó, nó đã được nâng cấp bằng hệ thống điều khiển điện tử. Đạn dược được cất trong khoang chống lửa cho đến khi mang ra sử dụng nhằm giảm thiểu khả năng cháy nổ. Merkava phiên bản Mark 1 và 2 được trang bị nòng súng chính là pháo nòng phấn M68-105mm, chính là khẩu được trang bị cho các mẫu tăng M60 của lực lượng phòng vệ Israel. Phiên bản Mark 3 được cải tiến chuyển thành pháo nòng trơn 120mm. Xe tăng này còn có thể chở 62 băng đạn cho súng chính, cao hơn mức trung bình, đảm bảo khả năng tiếp tục chiến đấu trong trường hợp thiếu hụt nguồn cung đạn dược. Bên cạnh đó, Merkava còn có một hệ thống gồm 3 súng máy, trong đó một súng máy đồng trục 7,62 gắn chung với nòng súng chính, 2 súng máy bổ trợ 7,62mm và 12,7mm đặt trên đỉnh tháp pháo, dành cho người chỉ huy và binh sĩ có nhiệm vụ nạp đạn. Hệ thống súng này tỏ ra cực kỳ hữu dụng trong những trường hợp phải đối đầu trực tiếp với bộ binh, các đội tên lửa chống tăng, các phương tiện giáp nhẹ của địch. Loạt đạn súng máy nhắm vào lực lượng điều khiển tên lửa đối thủ có khả năng vô hiệu hóa được cả một hệ thống tên lửa chống tăng, đảm bảo an toàn cho chiếc tăng cùng các binh sĩ bên trong. Tính cơ động có mức độ ưu tiên thấp nhất trong số 3 đặc tính mà chúng mình có nêu ra bên trên. Xếp sau hỏa lực và khả năng bảo vệ, Merkava có trọng lượng lên đến 63 tấn nhưng lại chỉ dùng một động cơ diesel 900 mã lực. Nếu tính tỷ lệ mã lực so với khối lượng quy ra sẽ là tương đương 14.5:1. Điều đó có nghĩa là nó có tốc độ tương đối y ạch, cụ thể là chỉ 28 dặm trên 1 giờ. Trong khi đó, loại tâm M1 Abrams của Mỹ có tốc độ tối đa lên đến 45 dặm trên 1 giờ với tỷ lệ mã lực so với khối lượng là 25:1. Tuy nhiên, xét về bề ngang của Israel, nơi rộng nhất cũng chỉ hơn 423 km, vậy nên thực tế sẽ tính cơ động vào vị trí cuối cùng trong danh sách ưu tiên cũng là điều tương đối dễ hiểu. Mẫu tăng Merkava được chính thức công bố vào tháng 5 năm 1979 ngay từ thời điểm mới ra, nó đã được đánh giá là vô cùng khác biệt, không giống bất kỳ một mẫu xe tăng nào từng được đưa ra chiến trường bởi lực lượng quân đội của các quốc gia khác, đặc biệt là Mỹ và Liên Xô, ngay từ lần đầu tiên xuất hiện trên chiến trường năm 1982. Đối đầu với mẫu tăng T-72 của Syria tại thung lũng Bekaa, các xe tăng Merkava đã tiêu diệt được 8 chiếc xe tăng T-72 ở khoảng cách lên đến 4.000 mét mà hoàn toàn không bị một chiếc T-72 nào bắn hạ. Các bạn thân mến, sau khi nghe những thông tin vừa rồi, các bạn nghĩ sao về mẫu tăng này, cũng như việc sắp xếp mức độ ưu tiên như trên? Comment chia sẻ quan điểm ngay dưới video này nhé! Sau đó thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần nội dung tiếp theo. Những cuộc chiến liên miên đã tạo ra cho Israel một quân đội dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Chính những kinh nghiệm từ thực chiến được bổ sung vào những mẫu thiết kế của mẫu tăng Merkava khiến cho chúng ngày một uy lực hơn. Đến thời điểm hiện tại, Merkava vẫn được đánh giá là một con quái vật thép của khu vực Trung Đông, khiến nhiều kẻ thù phải khiếp đảm. Merkava Mark 4 được đưa vào sử dụng từ năm 2004, vẫn giữ nguyên những ưu tiên về mặt thiết kế như phiên bản Merkava 1. Tuy nhiên, hình dạng xe đã được thiết kế lại, thay đổi giáp phản ứng nổ và giáp thụ động điều khiển mô đun nhằm tăng khả năng sửa chữa sau các trận chiến được nhanh hơn. Phần súng chính cũng lớn hơn 120mm với tổng cộng 58 băng đạn, nhiều hơn 18 băng so với mẫu M1A2 Abrams của Mỹ, vốn được trang bị loại súng tương tự. Việc tăng mức độ bảo vệ cũng dẫn đến trọng lượng của xe phải tăng. Từ đó, Merkava Mark 4 được trang bị động cơ lớn hơn 1.500 mã lực. Như vậy, tỷ lệ mã lực so với khối lượng đạt 23.8:1, có nghĩa là nó đã có thể di chuyển với tốc độ nhanh hơn phiên bản cũ. Bên cạnh đó, việc trang bị cho hệ thống phòng thủ chủ động Chofry đã làm tăng mức độ bảo vệ lên một cách rõ rệt. Hệ thống này trong đó có sử dụng một tập hợp tất cả các biến hình khi nổ và cảm biến gắn trên tháp pháo, có thể triệt hạ đạn từ xe tăng đối thủ, tên lửa thông thường cũng như từ tên lửa dẫn đường chống tăng. Chofry đã khẳng định được tính hiệu quả của mình qua nhiều trận chiến, cứu sống được nhiều xe tăng Merkava Mark 4. Cùng nhiều các binh sĩ khỏi các trang bị vũ khí chống tăng của lực lượng Hamas tại giải Gaza trong chiến dịch Echo vào năm 2014. Ngoài ra, quân đoàn thiết giáp lực lượng phòng vệ Israel cũng đã thử nghiệm Iron Vision, được thiết kế để hỗ trợ binh sĩ nhìn thấy bên ngoài xe tăng thông qua các kính VR cùng với hệ thống khẩu độ phân tán. Các bạn thân mến, cuối cùng yếu tố mà chúng mình muốn nhấn mạnh khi nói đến xe tăng Merkava đó là tính kinh tế và hiệu quả.
Như chúng ta thấy, qua nhiều phiên bản của xe tăng Merkava, quan điểm về thiết kế xe tăng của người Do Thái vẫn không có gì thay đổi, trong đó ưu tiên hàng đầu vẫn là bảo đảm an toàn cho kíp lái trước các kẻ thù đe dọa. Giống như nhiều loại xe tăng khác, Merkava của Israel đã trở thành cơ sở cho một số mẫu thiết kế quân sự, sử dụng cho các mục đích khác. Đáng chú ý là nó cho phép thiết kế các thiết bị đi kèm mà không có những thay đổi nghiêm trọng đối với khung cầm xe tăng. Với vị trí động cơ được lắp đặt ở phía trước xe, cách bố trí đi ngược với thiết kế truyền thống, nhưng nó lại tỏ ra hữu ích trong các dự án khác. Chẳng hạn như phiên bản Mark 1 được chuyển đổi để lắp thành pháo tự hành Solet trong suốt những năm của thập niên 1980. Mẫu pháo này sau đó đã rất thành công. Bên cạnh đó, chúng còn được cải tiến thành xe công trình cũng rất hiệu quả. Hiện Israel đã cải hóa những chiếc Merkava Mark 1 thành những xe chiến đấu bộ binh hạng nặng Namer. Quân số chuyển đổi đã được 3 tiểu đoàn. Những xe này được đánh giá cao bởi khả năng bảo vệ của nó. Biến thể Namer IFV là một hướng đi mới của Israel nhằm cải thiện khả năng tác chiến đô thị cho các đơn vị tác chiến mặt đất khi họ được tăng cường sức mạnh hỏa lực ở cự ly gần. Khoảng 40 năm kể từ khi chiếc xe tăng Merkava đầu tiên chính thức ra đời, khoảng thời gian đó, ngành công nghiệp Israel đã tạo ra 4 phiên bản của Merkava và các phương tiện sử dụng chung khung gầm của xe tăng này giúp tăng hiệu quả chiến đấu cũng như lợi ích kinh tế. Nhìn chung các phiên bản Merkava đã thể hiện tốt khả năng kỹ chiến thuật trên chiến trường. Điều này đạt được nhờ sự cải tiến liên tục của công nghệ, liên tục bổ sung kinh nghiệm thực chiến và thiết kế. Con quái vật thép này đã giúp Israel đứng vững giữa chảo lửa Trung Đông. Từ khi được đưa vào sử dụng, xe tăng Merkava đã gặp phải nhiều mối đe dọa nghiêm trọng. Đó có thể là những thiệt hại hoặc tổn thất không đáng có. Tuy nhiên, các nhà thiết kế Merkava đã nhanh chóng rút ra kinh nghiệm thực tế với những kẻ thù của họ, đưa ra những ý tưởng sáng tạo mới phù hợp hơn. 4 phiên bản Merkava đã được đưa vào sử dụng và được coi là những mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực hàng đầu thế giới về cả 3 mặt hỏa lực mạnh, tính cơ động cao và mức độ bảo vệ tốt, được coi là mẫu thiết kế hạng nặng mang tính biểu tượng trên toàn thế giới. Merkava còn được đánh giá là một nhà vô địch trên chiến trường. Dù không phải là một chiếc xe tăng phù hợp với mọi quân đội, song nó là mẫu xe tăng chiến đấu hoàn hảo cho lực lượng phòng vệ Israel. Quốc gia này hiện đã bắt tay vào việc phát triển phiên bản tiếp theo của Merkava Mark 4, với quan điểm cơ bản của học thuyết quân sự Israel là đảm bảo được rằng sẽ giành thắng lợi trong chiến tranh thông thường, quy mô lớn hơn, có sự tham gia của binh đoàn xe tăng. Cùng với đó là lực lượng không quân được trang bị vũ khí hiện đại nhất. Đây là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của người Israel cho việc sử dụng lực lượng tăng thiết giáp từ khi khai sinh lập quốc. Chính tư tưởng ấy đã giúp họ có thể đứng vững ở vùng đất giữ Trung Đông. Và có một điều mà bất cứ đối thủ nào của Israel cũng đều biết, Merkava là một mẫu tăng cực khó để đánh bại.